À, chào các bạn học trò, thầy tin tự giới thiệu nha. Tôi xin tự giới thiệu về về thầy trước cái đã. Thầy tên là Trọng nè, họ tên đầy đủ là Nguyễn Quốc Trọng. Năm nay thì thầy cũng được ba mấy tuổi rồi, tức là năm nay thầy 34 tuổi. À, sinh năm 1990 nha, tuổi Canh Ngọ. À, hiện tại thì thầy cũng có gia đình và cũng có hai bé nhỏ. Quê của thầy thì thầy ở Bến Tre. À, đợt trước 3 năm về trước á, là thầy dạy học ở thành phố Hồ Chí Minh. À, nay thì thầy chuyển về quê Bến Tre đã được 3 năm. Và khi từ chuyển giao công việc dạy học như vậy á, thì thầy chọn chuyển giao từ công việc là dạy học trực tiếp chuyển sang giai đoạn dạy học online. Vậy là tính ra kinh tuổi học trò của thầy xây dựng nay được gần 3 năm, là ngày 21 tây tháng 5 sắp tới là kinh tuổi học trò của thầy được xây dựng. Thì khi mà xây dựng kinh tuổi học trò thì do là đơn thân độc mã, không phải giống như là cái tuổi của tôi. Cái tuổi của tôi là tuổi con ngựa, là đơn thân độc mã đó, một mình một ngựa. À, nên là thầy si mà thầy xây dựng kênh đó, thì thầy chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là dạy học chia sẻ kiến thức đến cho các bạn học trò, không chia sẻ yếu tố tập thể, không chia sẻ nội dung của người khác, có nghĩa là không bình luận, không bình phẩm cái vấn đề của người khác trên kênh của thầy, cũng không chia sẻ yếu tố tập thể. Nên là bằng sự nỗ lực cá nhân ha, bằng sự sòng lực cá nhân, bằng sự yêu mến của các bạn học trò, thì sau thời gian là 3 năm yếu một tháng, đúng không nào? Bây giờ nay mới ngày 19 tháng 4 à, ngày 21 tháng 5 mới tròn 3 năm. 3 năm yếu một tháng thì kinh tuổi học trò của thầy đến thời điểm này cũng được hơn 400.000 lượt follow. Thì có thể là đối với các idol khác, đối với các kênh TikTok khác đó là một vấn đề nhỏ. Nhưng đối với một cái kênh dạy học giống như thầy, à, không có đội ngũ ekip phía sau hùng hậu, chỉ có một mình thầy và có bà xã cũng là một người giáo viên ủng hộ thôi, thì và sự yêu mến của các bạn học trò trên khắp đất nước Việt Nam, thì mỗi lượt follow, mỗi lượt chia sẻ, mỗi lượt đăng ký, mỗi lượt xem, đó là một niềm hãnh diện đối với bản thân thầy. Đến thời điểm này thì thầy cũng không tin là mình có thể dạy học tốt được trên nền tảng TikTok, nhưng điều thầy thấy thầy dạy cũng được. Đúng có phải không anh? Tôi dạy cũng được, tôi dạy cũng hay, cách chia sẻ cũng nhiệt tình, cũng gần gũi, học trò học cũng dễ hiểu, học cũng có tiến bộ. Thầy sẽ cố gắng trong thời gian sắp tới thì thầy sẽ trau dồi thêm kiến thức để có thể dạy học cho các bạn học trò học tốt hơn. Các bạn học trò thường hay hỏi thầy là ngày xưa thầy học giỏi hay không? Mà bây giờ thầy đi dạy toán thì thầy báo cáo các bạn học trò là thầy ngày xưa học cũng hết sức bình thường. Thầy ngày xưa cũng giống như các bạn học trò, cũng không điểm có, cũng một điểm có, cũng 9 điểm có, cũng 10 điểm có, học học lãnh thưởng cũng có, hạng nhất hạng nhì cũng có, hạng bét cũng có, hạng 34 hạng cuối lớp cũng có, rồi làm ban cán sự lớp cũng có, làm thường dân cũng có, tổ trưởng cũng có, lớp trưởng cũng có, lớp phó cũng có, thường dân cũng có, nói chung là cái gì cũng có cả. Rồi học sinh ngoan cũng có, đánh lộn cũng có, trốn tiết cũng có, tôi cái gì cũng có cả. Đi thi chỉ bài bạn cũng có, không chỉ bài bạn cũng có, copy bài bạn cũng có, xem tài liệu cũng có, photo cũng có. Nói chung là các bạn học trò có những cái gì là thầy có cái đó nè, thầy có cái này đặc biệt nè. Đi học ha, đi học. Lên lớp cũng có, ở lại lớp cũng có, tôi cũng có ở lại lớp luôn. Đánh lộn cũng có, đứng cột cờ cũng có, nói chung là bị ghi vô sổ đầu bài cũng có. Thầy y xì các bạn học trò không khác gì cả ha. Thầy chỉ khác các bạn học trò biết cái gì không? Một là thầy sinh ra trước chúng ta, thầy chỉ khác một cái đó, thầy sinh ra trước chúng ta. Hai, thầy thích dạy học, thầy đam mê cái công việc dạy học này, và thầy dành thời gian ra nhiều cho việc đầu tư kiến thức toán trong quá trình dạy học. Có nghĩa là khi thầy xác định thầy dạy toán là thầy trau dồi kiến thức toán của mình, trau dồi thêm những cái kỹ năng dạy học hay là cách dạy học như thế nào để phù hợp với các bạn đấy, để cho tiết học của thầy trò chúng ta nó dễ hiểu, nó gần gũi nhất. Thì thầy chỉ hơn chúng ta một cái đó thôi, chứ trong tương lai thì chắc chắn các bạn học trò của thầy sẽ hơn thầy ha. Trong tương lai thì chắc chắn các bạn học trò sẽ hơn thầy, bởi vì cuộc đời quy tắc là sống sau sơ sống trước. Nên là hồi hổm này cũng có vài bạn hỏi thầy là thầy ơi, có khi nào thầy dạy học mà gặp kiến thức nào đó thầy không biết không? Có chứ, có nhiều nữa lần khác.
Nhưng điều ở đằng sau cái sự không biết đó là mình có dành thời gian để mình nghiên cứu, mình mày mò, để mình có được nhiều kiến thức hay hơn để mình dạy cho học trò. Rồi học trò của thầy có giỏi hơn thầy không thầy? Có nhiều ha, có nhiều nữa lần khác. Học trò của thầy, thầy đảm bảo luôn, học trò của thầy bây giờ giỏi hơn thầy rất là nhiều. Có nhiều bài nó giải được mà thầy giải không được, nhưng mà thầy cũng rất là tự hào ha, bởi vì học trò giỏi hơn thầy đó là một niềm hãnh diện.